缓解。昭，昭，繁荣，体现，拥挤，家常，面积，宽，主观，扩，扩大，根治，布防，展开，归纳，虚心，咨询，中旬，照常，健身，图，瘦，受伤，保险，赔偿，政府，批准，改革，取消，行人，广场，商务，大厦，自愿，难怪，与其，汽油，明确，期待，解放。专有名词，佩詹森，欧洲环境保护署。那好。第33课，以堵制堵，缓解交通有妙招。课文：以堵制堵，缓解交通有妙招。城市汽车的数量迅速增长，最初还被视为是社会发展、经济繁荣的体现，但很快人们就发现了问题。随着车流量的增加，道路变得格外拥挤，堵车在大城市中已经成了家常便饭。解决交通拥堵的问题，就要减少单位面积道路内的汽车数量，新建或加宽道路被公认为最基本的方法。但事实证明，这只是我们美好的主观愿望。道路扩建的速度远远跟不上车流量增加的速度，面积的增加并未使道路空出空间来，甚至还会无形之中鼓励更多的司机开车上路，使得市中心的道路更加拥挤。那么，如何根治交通拥堵呢？这里我们不妨听听佩·詹森的故事。詹森一到欧洲环境保护署交通部工作，就接到了研究如何解决城市拥堵问题的任务。于是他开始展开调查，研究收集上来的数据，归纳问题特点，并虚心咨询了有关专家。九月中旬的一天早晨，詹森照常提前出门，赶在早高峰之前去交通部。他看到一个健身的人慢跑通过一个有过街天桥的路口时，为图省事没上天桥，而是横穿马路，结果他被一辆车撞倒在地。虽然最后他只是受了点轻伤，而且有保险可以赔偿，但司机还是被吓得不轻。不过这件事倒是给了詹森启发，开车出行是为了省时省力，但如果情况相反呢？他决定要改变市民出行的观念，反其道而行之，让城市先堵起来，给司机制造麻烦，以堵制堵。经过多次努力，政府批准了他提出的改革措施，比如增设红绿灯，让车辆不得不走走停停，在主要十字路口取消地下通道，让行人从地下重返地面，在购物广场、商务大厦的附近不建停车场等，同时大力发展公共交通。半年过去了，虽然市民们有些抱怨，但效果非常明显，自愿放弃开私家车出门的人越来越多。这也难怪，
与其堵在路上浪费时间和汽油污染环境，倒不如改成公交出行，这样一来道路拥堵大为缓解。城市本是为人而建，如今却被汽车占有。詹森的目标很明确，就是期待能够解放城市，使之更适合人类生活。好，有请。好，你来读城市汽车的数量。好的，老师。城市汽车的数量迅速增长，最初还被视为是社会发展、经济繁荣的体现，但很快人们就发现了问题。随着这流量的增加，等我一下。随着这流量的增加，道路变得格外拥挤。堵车在大城市中已经成了家常便饭。Cái số lượng xe hơi trong thành phố nhanh chóng tăng nhanh. Trời chu ban đầu thì còn được coi là sự thể hiện về phát triển xã hội và sự phát triển về kinh tế, phát triển mạnh phồn kinh tế. Phồn vinh về kinh tế. Tuy nhiên thì phồn vinh về kinh tế. Tuy nhiên thì rất là nhanh, mọi người đều nhận ra một vấn đề, đó là theo cái sự tăng về số lượng, tăng về lưu lượng giao thông thì sự tăng lên về lưu lượng xe thì các con đường trở nên rất là đông đúc. Cái tủ trưa là tắc đường, đã trở thành như là cái chuyện thường ngày, trở thành như bữa cơm thường ngày trong các cái thành phố lớn. Chỉa chế giao thông dung tủ đấu vấn thí, chưa yào chán sảo, tàn quay miền chi tao lưu nây đỏ, chi chơ su lèng, xin chán hộ, gia khoản tao lu bây cùng rân quấy ở chơi chi bản đất phong phả tan sư sứ trong mình chơ chữ sư của mân mấy khảo tờ chủ quan nguyên hoàng tao lu khua chèn tao lu khua chèn tao lu khua chèn tờ su tu yuen yuen cân bù sang chơ liều lèng dân gia tờ su tu miền chi tờ dân gia binh vây sử tao lu khung chu lại ở khung chu không chu không chen lại, sân chữ hải hội vô hình chữ chung, phủ lý cân tua tà sư chi khai trơ sang lụ, sử tớ sư trung xin tà tàu lụ cân chia dung chỉ. giải quyết cái vấn đề tắc nghẽn giao thông, cần phải giảm cái số lượng xe ô tô trên đường theo cái đơn vị diện tích, mật độ diện tích cũng được. Ôi mẹ chị, đơn vị diện tích thì tiếng Việt mình hay nói là mật độ giao thông ấy. Có nghĩa là cái diện tích thì trên một diện tích ở đường ấy thì được bao nhiêu xe kiểu như thế. Đúng rồi. Phải giảm cái số lượng xe hơi ở trên đường theo mật độ diện tích, theo đơn vị diện tích xây mới hay là mở rộng đường thì được coi là được cho là cái biện pháp cơ bản nhất. Tuy nhiên thực tế đã chứng minh đây chỉ là cái nguyện vọng chủ quan tốt đẹp của chúng ta. Đường mà mở rộng và cái tốc độ xây dựng và mở rộng đường thì không còn lâu với theo kịp cái tốc độ tăng về lưu lượng xe
cái việc tăng lên về diện tích pingway là thì đã không khiến cho tăng lên về diện tích đường ấy, thì không khiến cho chưa thể con làm đường cho chưa thể làm cho chưa cái thể làm cho đường rộng ra chưa thể làm pingway là chưa thể hả? Từ ping ấy nó chỉ là nhấn mạnh cho từ way thôi, way tức là chưa. Từ way là bằng way cái là từ từ mấy trong văn viết ấy, thì là nó bằng cái mấy chữ, à? nó đặt cái chữ sử này, nó chưa thể làm cho cái gì đó. Sử sử tức là tao lụ khung khung chu khung chen lái, tức là làm cho cái con đường nó trở nên rộng rãi hơn và có không gian hơn. Khung chu khung chen lái là một cái cụm từ. Khung 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 tức là khung tức là rỗng. Ví dụ mình ở sang Trung Quốc mình thấy xe taxi mà khi họ không có khách là họ treo một cái biển màu đỏ có chữ khung ở giữa, là khung chưa tức là xe trống. Khung tức là không, trống rỗng. Khung chung khung là trong không chung. Khung chỉ là không xe khí. Chưa có khách. Xe không có khách, khung đúng không? chưa. Khung chưa. Thì cái này là cái sự tăng lên về diện tích đường thì chưa thể Chưa thể khiến làm cho cho con chưa thể đường khiến nó cho rộng con ra, đường là con đường nó có rộng thêm ra, không gian. đường có hoặc là con đường mở rộng thêm không gian. Khung chu đây là động từ rồi. Khung chu là sự tung xứ, Đúng cái không? Khung sự chu mình là sự xứ, tung xứ, khung chen là sự tung miếng xa xứ. xứ. Khung chu là mở rộng không gian con đường, Làm rộng ra đấy. thầy ạ. Nó tóm lại là khung chu là mở rộng, còn khung chen là không gian, thì là khiến cho con đường được mở rộng thêm. Thậm chí vô hình chung còn cổ vũ nhiều hơn các cái cổ vũ nhiều tài xế hơn lái xe là trên đường, khiến cho đường trong trung tâm thành phố càng ngày càng tắc nghẽn, càng ngày càng đông đúc. Chật Ví chội, dụ chỉ là đông đúc. nhưng chỉ chật chội đông đúc. Nam ở rú hứa cân trừ treo thung dung tủ nó. Chưa lý của mình bu pháng thinh thình thầy trang sân đã cổ sự. Vậy thì làm thế nào để chị tận gốc cái vấn đề tắc nghẽn giao thông? Ở đây chúng ta phủ pháng. Ở đây chúng ta có thể nghe câu chuyện của ông Payan xem. Ta có thể thoải mái nghe câu chuyện phán phán phủ ai được. Pháng là thoải mái à? Đúng rồi. Phủ pháng là thoải mái à thầy? Đúng rồi, không có cản trở gì. Phủ pháng là không cản trở. Phán ai à? Phán ai được phán. Trở ngại đấy. Ở đây thì chúng ta có thể thoải mái, thì thực ra có thể nghe cái câu chuyện này gặp lễ hơn, nó Một không cách phải thoải không mái, cản trở vì không có sự cản ông trở ta gì. chẳng có gì cản trở mình cả. Ở đây chúng ta có thể tham khảo câu chuyện của ông, hoặc là thà có thể nghe cái câu chuyện của ông Payan Sen. Tràn sân. Tràn sân ý tao ô châu khoán chinh bảo khu sủ giao thông bộ công chủ chiêu 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 tao là yến chiêu rú hứa chỉa chế chứng sự dung tủ quân thí đạo rân ụ ý sử tha khai sử chẳng khai tiêu trả yến chiêu sâu chí sang lại đỡ sâu chị quay nào quân thí thừa tiện binh sử binh suy xin dư xuyến lở dẫu quan chuan gia Giang Sơn một lần Giang Sơn khi mà đến vừa mới đến Giang mấy Sơn triệu Giang Sơn khi mà đến cái cơ quan bảo vệ môi trường châu Âu làm việc. Giang Sơn khi mà đến bộ giao thông của cơ quan bảo vệ môi trường châu Âu làm việc thì liền nhận cái nhiệm vụ là nghiên cứu làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề tắc nghẽn giao thông trong thành phố. Vì vậy
anh ấy bắt đầu điều tra, nghiên cứu, thu thập các cái số liệu, tóm tắt được, tổng kết lại các cái tiêu điểm của vấn đề, và hỏi tư vấn một cách khiêm tốn, khiêm tốn hỏi, hỏi tư vấn một cách khiêm tốn hỏi tư vấn các chuyên gia có liên quan. 九月中旬的一天早晨，张森照常提前出门，赶在早高峰之前去交通部。他看到一个健身的人慢跑通过一个有过街天桥的路口时，为途省事没上天桥，而是横穿马路，结果。 他被一辆车撞倒在地，虽然最后他只是受了点轻伤，而且有保险可以赔偿，但司机还是被吓得不轻。vào một buổi sáng trong ngày trung tuần tháng 9, Jensen như thường lệ đi ra xuất hành đi trước đến bộ giao thông trước khi cái giờ cao điểm vào buổi sáng. Anh ấy nhìn thấy một người đang tập thể dục thể thao màn thảo chạy chậm đi qua một cái giao lộ là giao lộ là cái gì ta? Giao lộ ngã ba ngã tư đấy, nhưng mà lưu khẩu nói chung không biết là ngã ba hay là ngã tư. Nói chung là đi qua một giao lộ. Giao lộ. Đang chạy chậm đi qua một giao lộ. Có cầu vượt. À? Ừ, có cầu vượt. Then chéo là cầu vượt như người đi bộ đấy, gọi là then chéo, thiên kiều. Có. Then chéo. Có cầu vượt qua đường. Có nghĩa là đi lên cầu vượt thì mới qua được đường. Đúng rồi, nhưng mà ở đây là người ta chạy qua đường. Ừ. Đúng rồi. À, nhưng cái câu trên thì chưa nói chạy. Câu này mới là thảo. Nhìn thấy một người đang tập thể dục chạy chậm qua giao lộ. Có đường mà có cầu vượt trên không. Vâng. Thế mình phải dịch cái theo cầu vượt trên không là theo kiểu tiếng Việt, nhưng tiếng Trung gọi là cua chia then chéo, tức là cái cầu vượt qua đường. Đúng rồi, đây là cầu vượt trên không, cua chia then chéo. Hà Nội đầy thầy nhỉ? Nó đầy. Khờ nán mấy ở cua chia then chéo. Nhưng quay lưu thay ta là lúc gọi hiểu chéo tôi khoa hiểu mấy ở đến chầu cua. Chị khoa đơn liếu thay xảo là chỉ nén khổ chưa hiểu. Ok. Nhìn thấy một cái người tập thể dục chạy chậm mà qua giao lộ có cầu vượt trên không. Để mà vì là muốn thú là mưu mô, tức là hiểu mấu rồi. Vậy thú sẵn sư mới hiểu sang thiên chéo. Vì có mưu mô là không cần. Vì là muốn. Vì là muốn cũng được. Vì là muốn giảm việc, đúng không? Sẵn sư. Giảm việc. Giảm việc không vì phải là muốn giảm không việc. Cần đi lên trên cầu. Nên là không lên trên cầu. Vì thế mà đi ngang qua đường. Kết quả là anh ấy bị một chiếc xe va ngã xuống đất. Mặc dù sau đó thì anh ấy chỉ bị thương nhẹ thôi. Tuy nhiên thì hơn nữa còn có bảo hiểm có thể đền bù. Tuy nhiên thì tài xế vẫn bị dọa cho xe tớ phú chinh. Dọa là không ít.
sợ dọa cho không dọa ý. Đến mức mà sợ không 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 hề nhẹ. Rồi mình dịch thành dọa cho dọa rất cho là một sợ. Phút. Dọa dọa đến phát khiếp. Không nhẹ, không nhẹ đúng chiêu, rồi, là dọa cho phát chiêu khiếp không được. nhẹ. Đúng rồi, thế thì dễ dịch là dọa cho phát khiếp hợp hơn. Đấy. Đôi lúc phải nói theo kiểu tiếng Việt thì nó mới xuôi được, khi mình nói theo kiểu tiếng Đúng Trung không? thì nó sẽ bị Tiếng vấp. Trung này nó không thuận. Đấy. Nhưng mà mình phải hiểu Lại là bảo họ là dọa người cho. người Trung Quốc họ đang muốn trình bày mình cái ý gì. Mình dùng cái từ tiếng Việt nó Đúng hợp với cái ngữ cảnh đấy. đúng rồi, có nghĩa Nếu là không bây giờ hiểu thì phải cũng tìm về cái không, từ tiếng nếu Việt mà không hiểu có thì cũng chuyên không không ngành. dịch được. Ví dụ như con từ chiên ở đây mà không biết là chữ gì thì cũng không thể dịch, là nội dung là như thế Câu này nào đấy là mà. dọa cho không nhẹ thì có nghĩa là dọa cho sợ hoặc là dọa cho phát khiếp gì đó. Hơn nữa thì lại còn có bảo hiểm có thể đền bù, tuy nhiên tài xế vẫn bị dọa cho phát khiếp. Bố của cho xe sư tạo sư cái là chăn sân chỉ phát. Khai trơ chu chính sư quay là sẵn sử sẵn lị. Tàn rú của chính khoảng xăng phản nữa. Thà chế định giao cải biên thà chế định giao cải biên sư mến chu chính đạo quan nền. Phản chí tạo ở xính chư. Răng chẳng sư xem tủ, xem tủ chỉ lái. Cảnh sư chi, chư trò mà phản. Ý tủ trừ tủ. Tuy nhiên thì cái sự việc này lại Tào sư chứ không phải tào đem sư nhé, đến đọc là tào sư, tạo không sự phải tào thành tạo bốn, sự tào sư. Từ này nó có hai âm đọc, nếu đọc là ừ. tào là ngược, mà đọc là tào là đôi lúc là nhấn mạnh hoặc là đạt được cái gì đó, nó gọi hai âm đọc ấy. Tạo là tròn tạo Nó tào tròn là tạo đảo ngược không thì mới đọc là tào, còn không là đọc là tào. tao thì nó chỉ là nhấn mạnh thôi nhỉ nhỉ Rồi, lại là Tuy nhiên cái sự việc này thì lại đem lại cái sự gợi ý cho Jensen khai trương chu chính khi mà lái xe đi ra ngoài á, khi mà lái xe đi lại để mà giảm bớt thời gian, giảm bớt sức lực. Tuy nhiên nếu như mà sự việc ấy thì lại trái ngược thì sao? Anh ấy quyết định thay đổi cái suy nghĩ của người dân thành phố về việc đi lại. Cách làm trái ngược. Cái sự phản phản chí tạo ở chính chư. làm Phản ngược lại. chí tạo ở chính chư. Làm ngược lại khiến cho thành phố đầu tiên là bị tắc đường khiến cho thành phố bắt đầu lại bị đầu tiên lại bị tắc đường đem đến cái tạo ra cái sự phiền phức cho các tài xế lấy tắc trị tắc dùng tắc trị tắc. Đây. Trinh qua tua sư lũ nỉ Trinh qua tua sư lũ nỉ Trong phủ phê chuẩn là tha đợt tha Trong phủ phê chuẩn là tha thí chu đợt cải cớ Chua sư Ví dụ Trong sửa hùng lũy tăng Răng chơ lèng Bù tử bù Bù tử bù thôi mà Bù tử bù Đây không chấu sổ thính thính Bù tử bù chấu sổ thính thính Chạy chủ yếu sử dụng lưu khẩu Chủ sao đi xa Thông tạo Răng Chính dẫn chúng đi xa, chúng phản đi mẹn. Tại câu quảng trọng, sang ô ta xa, sang ô ta xa, xa ở xa. sang ô ta, ta xa đã phụ chín, bố chèn thính chơ tráng tặng. Thống sứ, ta lý phát triển công công trèo thông. Trải qua nhiều lần nỗ lực, chính phủ cuối cùng chính phủ cũng đã phê chuẩn cái giải pháp cái cách cái giải pháp cải cách mà anh ấy đề ra anh ấy đưa ra ví dụ như là trang bị thêm trang trang sửa là trang gia sửa bảy trang bị thêm Sửa chữ thiết kế để đèn chữa bay là thiết bị trang sửa à. trang sửa
là sửa, trang bị thêm, trang bị thêm đúng khung lùi tâng là đèn giao thông, đèn đỏ, xanh đèn đỏ. Như đây là khung lùi tâng là đèn đỏ này, có nghĩa là lắp đặt thêm đèn đỏ. Không, đèn xanh đèn đỏ ta gọi là lắp khung đặt lùi thêm tâng. Ấy. Khung lùi tâng là thế là đèn giao thông ấy thầy. Đèn giao thông đúng rồi. Đấy là trang bị thêm đèn giao thông, lắp trang bị và lắp đặt thêm đèn giao thông. Khiến cho cái xe khiến cho xe cộ đi lại không thể không đi đi dừng dừng tại các cái ngã tư thì bỏ cái những cái đường bỏ đường hầm bỏ xây dựng đường hầm khiến cho những người đi bộ phải từ mặt đất trúng phản quay trở lại đường đường ở trên từ đường hầm ấy, khiến cho những người đi bộ từ đường hầm quay trở lại đường mặt đất đi xe là đường hầm dưới ấy đất đi xe là địa hạ cái này dưới đất quay trở lại đường thôi rồi. Đường, bình thường là dịch là đường quay trở lại đường ở những cái quảng trường Mua câu sắm hủ là mua sắm ở bên cạnh ở gần những cái quảng trường mua sắm ở những cái tòa nhà thương mại thì không xây dựng các bãi đỗ xe vân vân đồng thời ra sức phát triển cái giao thông công cộng. 大难过去，虽然市民们有些抱怨，但结果非常明显。自愿放弃开私家车出门的人越来越多，这也难怪。与其堵在路上浪费时间和汽油，污染环境，倒不如改乘公交出行，这样来道路拥堵，大为缓解。 âm thanh hơi nhỏ,声音有点小。你靠近一点麦克风。可以吗？啊，可以了。Nửa năm đã trôi qua, mặc dù người dân trong thành phố thì có một chút than phiền, tuy nhiên kết quả rất là rõ rệt. Những cái người mà tự nguyện từ bỏ lái xe cá nhân để đi lại thì càng ngày càng nhiều. Điều này cũng có thể hiểu được. Thay vì là tắc đường, thay vì là bị tắc trên đường, lãng phí thời gian và dầu và xăng, ô nhiễm môi trường, thì chi bằng thay đổi đi phương tiện, thay đổi đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng. Cứ như vậy, cái tao lưu ngôn tụ, cái tắc nghẽn giao thông, tắc nghẽn đường thì đã được giải quyết rất nhiều, đã được giảm thiểu rất là nhiều. Chứng sư bẩn à, chứng sư, chứng sư, chứng sư bẩn sư với rấn ở chàn, rú chín, chuyệ, chuyệ bay, chi chưa chan hiểu, chan sân là mù biao, hẳn mình chuyệ, chiêu sư, chi đại nâng câu chỉ ở phang chứng sư, 使之更适合人类生活。 Thành phố cơ bản là xây dựng cho con người. Nhưng rú chin hiện nay thì lại càng ngày càng bị các cái xe ô tô chiếm hữu. Cái mục đích của Jensen là rất là rõ ràng, chính là hy vọng có thể giải phóng được thành phố, khiến cho cuộc sống của con người càng hướng đến càng phù hợp hơn. Càng phù hợp hơn cuộc sống của con người. Sử chứ nó làm cho nó sử trư là một cụm, trư là bằng cái từ tha ấy, sử tha. Trư tha. Nhưng mà trong văn viết là sử trư, từ trư nó hơi đa nghĩa. Lúc thì nó bằng cái từ tơ, lúc thì bằng cái từ tha. Sử làm cho nó thôi. Công phu số khiến cho nó càng phù hợp hơn với cuộc sống của con người. Ok, đây là lão sư trư của mình bài là. Trư từ lúc là tơ, lúc là tha. Hẳn đoán có thể lý giải.
什么时候它是灯? 什么时候这是灯? 灯就跟名词之间的，就是灯的意思，只是在动词后边的应该是它。 sử什么什么，sử之是他，或者是他学得最好之一的人啊，anh ấy là một trong những người học tốt nhất, thì tôi thường hợp với chữ là bằng chữ tơ, từ tơ, chơi khảo tơ rấn, chơi khảo chữ y chẳng hạn là một trong những. Ta là, nì sư, nì sư, y cơ, hẳn sai tờ lão sư chữ y. Đấy. Suy ta, ta, ta bộ phận sư sinh đều là nữ nhân. À, sử, sử, nữ nhân, hẳn sĩ khoan. Sĩ khoan sang cơ. Chưa chưa, chào chàng. À, chào chàng. Chào chàng, động sử. À, chứ, ta, ta. Chào chàng, chào chàng. 超常动词意思是跟平常一样，例如 超常 là động từ, nghĩa là giống như bình thường. Ví dụ, 虽然战争临近，但这里的日常生活一切照常。 Mặc dù là chiến tranh đang đến gần, tuy nhiên thì cuộc sống hàng ngày ở đây, tất cả thì vẫn diễn ra bình thường. Đa hỏa đối đông truy đa sang yê hồ đông mấy yêu trở thành đa đại ý xiang. Truy này sang yê hồ đông trao trắng. Cái đa hỏa là đại hỏa. Đại hỏa. Cái vụ hỏa hoạn lớn đó thì không tạo ra được, không gây ra cái ảnh hưởng lớn nào, không gây ra cái ảnh hưởng lớn đối với các cái hoạt động thương mại của quận đông. Của khu đông. Các cái khu đông, các cái hoạt động thương mại của trong cái khu này vẫn diễn ra bình thường. Chào chẳng hay sư phụ sứ biểu sư chính khoang chi suy bố bèn. Ví dụ, chào chẳng là còn là phó từ thể hiện tình hình tiếp tục không thay đổi. Ví dụ, tại Đông Phương Quảng Trường tại Ứng Xin Khổ Động, chào chẳng chỉ chính. Cái hoạt động chào đón quảng trường, cái hoạt động mà chào đón tại quảng trường phía đông ấy, Phang Tung là Tung Phang à? Quảng trường Tung Phang, Đông Phương phía đông đúng không? Quảng trường Đông Phương, Đông Phương. Tên là Đông Phương luôn. Cái hoạt động chào đón, hoạt động chào đón ở quảng trường Đông Phương vẫn được tổ chức bình thường. Tổ chức như bình thường, như thường lệ. 9月中旬的一天早晨，沿线超长，提前出门，赶在早高峰之前，据交通部， vào một buổi sáng trung tuần tháng 9, Yên Sen thì như thường lệ, ra khỏi nhà trước, ra khỏi nhà đến bộ giao thông trước giờ cao điểm buổi sáng. Trước chén. Trước chén là bằng với tơ đấy. Đây. Cao phong tờ chén. Chảo cao phong tờ chén. Trước chén. Trước chén thì sự ý chén. Trước chén trước hậu. Trước chén trước hậu. Ý chén ý hậu. 你回家之前呢，给我买一本书行啊，给我买奶茶啊。然后呢，你回家以后给我洗碗洗澡啊，做个家务。对。什么的？难怪。应当。难怪。
难怪，难怪动词的意思是不应当批评或抱怨，带有理解或原谅的语气。例如， 难怪 là động từ có nghĩa là không nên phê bình hay là than phiền, mang ngữ khí có sự hiểu biết và có sự yến lặng tha thứ là tha thứ. Chưa也难怪，他每天那么忙，哪有时间操心孩子的事啊？ Điều này cũng chẳng trách được. Anh ấy mỗi ngày đều rất là bận, anh ấy mỗi ngày đều bận như vậy. Làm gì có thời gian quan tâm đến việc của bọn của con cái. Chứ để nán quay, ủy trí tủ trưa, tủ chai lưu sang, lăng phê sử chen hứa, chỉ yếu, u rản khoán chỉnh. Tao bù rú, cải trứng, cung treo chu chính. Điều này cũng có thể hiểu được. Điều này cũng chẳng trách. Thay vì tắc đường, bị tắc ở trên đường, lãng phí thời gian và xăng, ô nhiễm môi trường, chi bằng thay đổi đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng. Nán quài hay sư phụ sứ biểu sư mình bài là nguyên nhân. Tôi mấu chủ chính khoảng chưa bố chạy chế là chí khoài là lý rú. Nán quài còn là phó từ thể hiện đã hiểu rõ nguyên nhân. Đối với một cái vấn đề nào đó, đối với một cái tình huống nào đó thì sẽ không còn cảm thấy chí quái là kỳ lạ nữa. Kỳ quặc. Nǐ de chou tì zhen luàn, nán quài zhǒng shì chǎo bù dào dòng xǐ. Cái ngăn kéo của bạn thật là bừa bộn, chẳng trách luôn luôn không tìm thấy đồ đạc. Tà dòu shí bà suì le. Hái bù cản yê rén zǒu yè lù, nán quài da jiā dòu jiào tà đáng xéo quậy. Anh ấy đã 18 tuổi rồi, vẫn còn không dám một mình đi đường vào buổi đi đường ban đêm. Chẳng trách mọi người đều gọi anh ấy là đứa hèn nhát, đứa nhút nhát. Kẻ hèn nhát. Đồ nhút nhát. Vị trí. Ủy trí. Ủy trí. Ủy trí lén xứ. Bị treo lén chủng suy yêu chuyển giới là chính khoang xứ. Ủy trí. Dung chai. Phản chi. Tại ý mẹn. Khổ mẹn. Khổ mẹn chẳng ủy. Bù rú. Ninh khở. Tẳng. Ta phê sử dụng. Lý rú. Ủy trí là liên từ. Khi mà so sánh hai cái tình huống chọn lựa cần thiết thì ủy trí dùng ở cái phía đầu mang ý nghĩa từ bỏ, đằng sau thì kết hợp sử dụng với bù rú và ninh khở. Ủy trí. Ủy trí xua sư trái phẳng, bù rú xua sư xiang thạ xuế xí. Thay vì nói là trái phẳng là săn tin, phỏng vấn. Phỏng vấn. Thay vì nói là phỏng vấn, chi bằng hãy nói là học tập anh ấy. Học tập anh ấy. Ủy trí chảo cửa bù rần chân tờ, xảo sứ cung. 我宁可自己打扫. Thay vì tìm một cái người công nhân, người làm theo giờ không chăm chỉ, thì tôi thà rằng tự mình dọn dẹp. Chưa để nhắn quay ủy trí, cái này thôi dịch rồi thôi thầy. Sử ủy ta thầy.
词语搭配动词宾语宾语缓解压力 là giảm bớt áp lực缓解病情 là làm giảm bệnh tình缓解疼痛 là làm giảm đau đớn khoán chỉa chỉnh trang chính trị là xoa dịu làm giảm chính trị là tâm trạng căng thẳng tâm trạng khoán chỉa giao thông là làm giảm giao thông khoán chỉa chi phận làm giảm bầu không khí căng thẳng làm giảm bầu không khí chỉ sao chỉ sao tư cớ là hủy bỏ tư cách chỉ sao hội nghị hủy bỏ hội nghị chỉ sao chi khoa hủy bỏ kế hoạch chỉ sao bị sai hủy bỏ trận đấu chỉ sao khóa tùng hủy bỏ hoạt động chỉ sao chứng chỉ là bỏ đi hủy bỏ thành tích chỉ sao sự xem trừ là bỏ giới hạn chỉ sao yue hội là bỏ cuộc hẹn yue hội bỏ cuộc hẹn đây là tinh ủy trung tinh ủy chủ quan đờ yuan wang là nguyện vọng chủ quan chủ quan đờ ý kiến là ý kiến chủ quan đờ phản phả là biện pháp giải pháp chủ quan đờ in su nhân tố chủ quan đờ thái độ chủ quan đờ phán đoán phán đoán chủ quan đờ sở hào là cái sở thích chủ quan đờ xiên xiang à xiang 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 là cái tưởng tượng chủ quan hoặc là suy nghĩ xiang xiang là cũng là ý kiến đó tưởng tượng phán rúng đờ phán rúng đờ quốc gia phồn thịnh quốc gia phồn vinh quốc gia phát triển quốc gia phát triển phán rúng là pha tá của cha cũng được hai cái nghĩa là giống nhau phán rúng với pha tá thì nó có thể đôi khi nó dùng được cho nhau có lúc thì không dùng được phồn hoa phán rúng đầu giàu có phán rúng đầu của cha là quốc gia đang phát triển phán rúng đầu thị trường đang phát triển đấy nó gọi là pha triển trung đầu của cha đúng rồi thầy đây là hoặc là đây là phán rúng đầu của cha là quốc gia phát triển mạnh rồi đúng rồi thì là có được quốc gia phồn thịnh đi quốc gia phát triển cũng được quốc gia đang phát triển mạnh cũng được hoặc là quốc gia phồn thịnh đi còn quốc gia đang phát triển là phát triển chung của cha tuy phản ứng tại thị chi là khu vực phát triển mạnh phản ứng tại thành thị là thành phố phát triển mạnh phản ứng tại kinh tế là kinh tế phồn vinh phản ứng tại thời đại là thời đại phồn thịnh và phồn vinh gì đấy phản ứng tại văn hóa là văn hóa phát triển à thầy văn hóa phồn vinh á văn hóa phát triển thì đúng hơn văn hóa phát triển phồn vinh văn hóa này. Phồn vinh cũng được văn hóa phồn vinh nghe có vẻ hợp lý phản ứng là chỉnh trang cảnh tượng hiện cảnh tượng phồn vinh phản ứng là thị trường phát triển mạnh phản ứng là xã hội phát triển mạnh xã hội phồn vinh trong ủy trung tâm ủy tự nguyện đờ tham gia tự nguyện tham gia tự nguyện đờ báo mình tự nguyện đăng ký tự nguyện đờ thuê xuế tự tự bỏ học tự nguyện đờ tan rân tự đảm nhận trách nhiệm tự nguyện đờ phang chi tự từ bỏ tự nguyện đờ xuống sự là làm việc tự làm theo tự làm xuống sự tự làm việc ấy. Súng sự. Thế thì súng 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 rồi mà sự là bạn làm việc gì rồi? Bạn đi chua sớm rồi. Thế xin thì súng sớm mà sự. Theo cái việc gì rồi nghĩa là làm việc. Súng sớm mà sự. Làm việc gì ạ? Súng sớm mà sự. Làm. Chứ sửa đấy ý sự. Thế xin thì chua sớm. Đây đây, đi chua sớm mà. Sửa đấy ý sự.
从事。啊，虚心的请教 là khiêm tốn thỉnh giáo một cách khiêm tốn, suy xin được xuế xí, học tập một cách khiêm tốn, suy xin được tư xuyến, tư vấn một cách khiêm tốn, suy xin được chia sâu phi phím, khiêm tốn là tiếp nhận sự phê bình, suy xin được chi trị, xin trao xuyên, khiêm tốn tiếp thu giáo huấn. Tiếp thu giáo huấn hoặc là tiếp tốn tiếp thu dạy bảo. Chú ý quay ủy sơ quay cải cửa xã hội cải cách chế độ cải cửa chế độ cải cách chính trị cải cửa chính trị cải cách chính trị cải cửa kinh tế cải cách chi số cải cửa kỹ thuật cải cách khở trấn cải cửa là chương trình học cải cách, công tư cải cửa là lương cải cách, lương thay đổi hay nhờ, dịch là thay đổi, công tư là lương, công tư là lương, cải cửa cải cách tiền lương, nó có tiền đâu rồi, công cải cách tiền lương, công tư là tiền lương, cải cách tiền lương là tăng lương ấy. Kiểu thế, nhưng đây không nói rõ là tăng lương thì là cải cách, nhưng có thể cải lùi cải tiến, thay đổi tiền lương ấy thầy, ý là hiểu là thế. Cải cách tiền lương không biết nói rõ là tăng hay giảm, ok. Treo thông dung chỉ giao thông chật giao thông đông đúc. Tao lộ dung chỉ là đường chật chội. Chưa xiang dung chỉ là toa hành khách đông đúc. Trụ phòng dung chỉ là trụ phòng là thuê phòng ở đây. Thuê phòng. À. Không, đâu, thuê phòng là chu phán, còn chủ phán tức là ở trong cái phòng đó. Là... ở chật hẹp, ở chật chội gọi là chủ phán. Đây là danh từ, chủ ngữ thì là danh từ phòng ở chật chội. Không ở chật chội. Chủ phán là phòng ở. Trấn sư dung chỉ, thành phố đông đúc. Chưa tràn dung chỉ. Chưa tràn là chạm xe. Chạm xe chật chội, bến xe chật chội. Mình hay gọi là bến xe, không gọi là chạm xe. Chạm xe giống kiểu người Sài Gòn hơn. Người Sài Gòn thường dùng rất nhiều âm Hán Việt, vì ngày xưa ở Sài Gòn Hoa Kiều nhiều. Thế hả thầy? Vâng. Hải Phòng với cả Sài Gòn Hoa Kiều nhiều. Tiếp theo. Sử ủy biên si. Sử ủy. Biểu hiện có thể hiện. Cùng thủ điển đều là động từ, đều có hiển thị ra cái ý. Điểm giống nhau đều là động từ, đều có cái ý nghĩa là thể hiện ra ngoài. Rú, chữ bộ điện ảnh biểu hiện, thể hiện, thể hiện chu. Xem mình tỏ sứ tài thừa tiện. Cái bộ phim này thể hiện cái đặc điểm thời đại rất là rõ ràng. Phụ thống tiện y sự trung phản ứng rấn của sư tỏ mấu trùng phương cứa cảm chính thay tụ tận nghiêng về việc phản ánh một cái phong cách nào đó, một cái tình cảm nào đó, một cái thái độ nào đó của người hoặc sự vật. Rú, ta chúng sư lừa sư mà, lừa khưa khưa tỏ, tôi sư mà sư tâu biểu hiện tứa hẳn lựa quan. Anh ấy luôn luôn vui tươi hấn hở. Đối với việc gì cũng đều thể hiện là rất là lạc quan. Chẳng đeo một chủng xen xạng sinh trư hoa sư xạng sinh sân tầng thông qua mẫu rấn hoa sư truy thị biểu hiện chú lại. Nhấn mạnh một hiện tượng nào đó tính chất tư tưởng tinh thần
vân vân. Thông qua một cái thông qua một người nào đó hay là một sự việc cụ thể nào đó để thể hiện ra ngoài. Rú. 不同文化的差异在语言，特别是词语上体现得最突出。 不同文化的，sự khác nhau về văn hóa không giống, sự khác nhau về văn hóa không giống nhau ấy, thì về mặt ngôn ngữ, đặc biệt là về lĩnh vực từ ngữ thì thể hiện rất là trên phương rõ diện nét. Ngôn ngữ, đặc biệt là từ ngữ thì thể hiện rất là rõ nét. Ủy nhãn là ngôn ngữ, nhưng còn xứ ủy là từ ngữ. Ngôn ngữ là cái phạm trù nó rộng hơn, còn trong cái ngôn ngữ thì lại có cái từ ngữ là xứ ủy. Sự khác nhau sự khác nhau về văn hóa, sự khác nhau về văn hóa không giống nhau ấy, thì về mặt ở ngôn ngữ, đặc biệt là về mặt từ ngữ thì thể hiện rất là rõ nét. Học mình nói là trên phương diện ngôn ngữ thì đặc biệt là từ ngữ thể hiện rất là rõ nét. Sự khác nhau về sự không giống nhau về khác nhau không giống nhau của về văn hóa. Mình hiểu, đôi lúc nói tiếng Việt cứ ngang ngang các ngữ. Còn có cái ưu điểm là cố ý thể hiện bản thân. Còn có cái ý là cố ý thể hiện ưu điểm và sở trường của bản thân. Tua hán phần lớn là mang nghĩa xấu. Bèn y là nghĩa xấu này. Bèn y sứ. Tua hán bèn y là phần lớn là về mang nghĩa xấu không? Đây. Rú. Vì là được tao lãnh đạo đã xin sẵn, ta phiên minh đã biểu hiện tự chỉ. Để mà có được cái sự yêu thích của lãnh đạo, anh ấy ra sức mình thể hiện bản thân. Thì sàn tiêu mấy giờ cho cái sự là không có ý nghĩa này. Sàn hãy cửa chùa mình xứ sứ ủy yến xính đồ được trong khoảng còn có thể làm danh từ chỉ ở trạng thái hành động ngôn ngữ. Rú tha mần tuy nỉ đã biểu hiện hẳn mạn đi. Nỉ xe châu y nâng lái sang ban mà. Họ thể hiện rất là hài lòng với bạn. Bạn thứ hai tuần sau có thể đi làm được không? Đi san. Mấy giờ cho cơ dùng phả là không có cách dùng này. Khả trưa là xe container. Xe khả kéo trưa. Ấy. Ừ, xe kéo với khả trưa. Khả các cái xe container đều ghi là khả trưa mà. Cái xe dài ấy. Liệt trưa là tàu hỏa. Liệt trưa là tàu hỏa, là khổ trưa này. Liệt trưa và khổ trưa nghĩa giống nhau. Khổ trưa. Múa thua trưa là xe máy. Xính rấn là người đi đường. Trưa xiang là khoang hành khách. Trưa khủ là gì này? Kho xe. Kho xe. Quải quan là rẽ gì đấy thầy? Rẽ. Phải đúng không? Cua rẽ hả thầy? Cua vòng tròn. Oan là uốn tròn mà. Ngoặt quẹo vòng tròn đấy. Quải oan. Thế thì là cái đường vòng ấy thầy nhở? Đường vòng ấy, rẽ vòng ấy. Cua vòng. Thế rất là rẽ, người ta chỉ cần nói là quảng nhiều quải chẳng hạn, rẽ phải, quảng xuống quải, rẽ trái là được. Thế còn quải oan nó là như là cái động từ rẽ bình thường thôi. Thế
Thầy ơi, quải quan ấy, thì nó là cái đường mà nó có cái đường vòng tròn ấy, xong rẽ theo cái vòng tròn này đấy thì là quải quan. Đấy đấy là một cái thôi. Không, quải oan nó động, nó là cái từ này. Ví dụ nhá, xe xe rẽ thì phải chạy chậm chẳng hạn, chưa lẻng quải oan nhau mạn xiếng, chưa lẻng là xe cộ, quải oan là rẽ nhau mạn xiếng, tức là phải đi chậm thôi. Mạn hành ấy, đi chậm. Quải oan thì chính là chỉ là rẽ thôi à? Rẽ thôi. Ừ, nhưng mà chắc là nó phải rõ hơn nó là rẽ và như thế nào đấy thầy ạ. Quải oan là rẽ thôi mà. Tại vì hôm nay mình đi tập xe mình phải rẽ rất là nhiều đường tròn. Quải oan. Chóc hết cả mặt. Thì quải oan chắc là rẽ tròn đấy. Rao. Rao là gì thầy? Rao là đi vòng quanh. Rao ủy chuyên chẳng hạn, chạy vòng tròn. Tráng thú là quãng đường đồ dài. Là đường xa, đường dài. Uyển su là vận chuyển à? Vận tải, vận chuyển. Chỉ yếu là xăng rồi. Phá khoản là bị phạt. Phá khoản, đây. Ok. Tăng chinh sư chìa, tăng chinh sư chìa, cơ ta trứng sư ta giao thông trọng khoang. Đâu bù rủng lợi quan. Đào lô dung chỉ sư cơ quốc phủ biên chân chạy đất chứng sư bình. Cơ quốc giao thông bù mấn vây hoàn chỉa giao thông tờ gia lị chẳng chú tờ bàn phả khở vây tua chủng tua yàng. Yên quốc sư luân. Luân tuân. Luân đôn. Luân chào. Hay sư luân tuân. Luân tuân. Luân đôn. Luân tuân. Sửa thủ đô à, thủ đô cái gì đó à, thủ Luân Đôn sửa thủ đô, Anh Quốc thủ đô à, Anh Quốc thủ đô, Anh Quốc Luân Đôn xin trợ liên à, thu chi giao thông dùng đủ phí, Trung Quốc Shanghai Hải à, vì khống chế xin tăng trợ lượng của số lượng, tái chỉ là à, hào bài hào bài à, thay mai à, chế chỉ là hào bài thay mai đờ phương sự giá cao trở đỡ Bắc Kinh trở tải dùng sự yếu hào đúng không? Yếu hào đúng à, yếu hào cấu trúc đờ phương sự bình à, thực hành à, bình thực hành là xin hào sang trúc đờ quy định ở rư đông à, Nhật Bản, Đông Kinh, đại lực phát triển, công cộng giao thông, do ý, chủ xe, hoặc xe 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 sử dụng phí, dùng, sử dụng phí dụng, cao cao. Đông Kinh thành thị, phổ biến chuyển trở, công giao thông hình. Hiện nay á thì cái tình trạng giao thông ở các cái thành phố lớn trên thế giới thì không lạc quan. Bù rúng là không cho phép lạc quan đúng không thầy? Không có gì là lạc quan cả. Bù rúng gì thì rúng. Thế mà nó lại nói tắt là bù rúng gì thì nghe nó khó đấy. Nghe nó khó hình dung. À, chứ không mình dịch là không tha thứ thì nó khó hiểu lắm. Tự nhiên là tha thứ cái gì đó không có gì là lạc quan cả, không dễ lạc quan thì là không có gì lạc quan. Mấy hiểu sớm lạc quan cái sự chật chội trên đường ấy, đông đúc ở trên đường là cái căn bệnh trong thành phố tồn tại rất là phổ biến ở mỗi quốc gia. Cơ cấu giao thông bộ mấn các cái bộ giao thông, cơ quan bộ ngành giao thông quốc gia, các bộ cũng được, cái bộ ngành giao thông quốc gia thì vì là để giảm tải áp lực giao thông thì đã nghĩ ra các cái nghĩ ra rất là nhiều biện pháp khác nhau. Ví dụ như là thủ đô London của nước Anh thì thu
thu phí tắc đường giao thông đối với các phương tiện xe cộ. Thu phí tắc đường giao thông là có nghĩa là khi mà bị tắc thì xe phải nộp phí ấy, thầy. Tôi không biết. Mới hiểu sâu vơi cua không biết đâu. Đây nhá, những cái xe đây là nó nói là thủ xe đô London, phí. Thủ đô Anh thì là thu cái phí là thu phí tắc đường, thu phí tắc nghẽn giao thông này này. Đối với xe cộ. Ừ. Thì cái những cái xe bị tắc là xe bị thu phí. Chắc thế. Chắc thế mình hiểu vậy thôi chứ còn họ đây họ không giải thích nhỉ, phải xem họ giải thích thế đúng nào rồi. Xem cả cái bài này nó như thế nào ấy. À, tiếp theo là gì đây? À, Thượng Hải Trung Quốc để mà khống chế cái lượng lượng gia tăng về xe cộ thì đã áp dụng cái phương thức là bán đấu giá biển số hả thầy? Phải mà. Đúng rồi. Bán đấu giá biển số xe. Bán đấu giá biển số xe, người trả giá cao sẽ có được. Cái hình thức này không, thầy có hiểu là hình thức như nào không? Giáo sư thì có gì nghiệp bút cho tao. Này tú quá. Chỉ hội phan đi, bút tổng thao tham vấn đeo chua sở mơ, nhưng mà nó mới hiểu chỉ sư. Ok. Bắc Kinh thì lại áp dụng cái phương thức cầu trưa là mua xe, giáo khao là vé số. Mua xe. Bắc Kinh thì lại áp dụng cái hình thức mua xe vé số, đúng rồi. Và thực hiện cái quy định ngày chẵn ngày lẻ đấy. Các cái quy định mua xe vé số, đi đường hạn chế số. Không mua xe không? Mua xe theo vé số. Mua xe theo vé số, thầy có hiểu cái này nó là kiểu gì không thầy? Cái này là nội dung, cái này tôi biết là hình thức là đi xe biển chẵn biển lẻ vào thành phố trung tâm ấy. Tức là ngày lẻ thì đi biển lẻ, ngày chẵn đi biển chẵn. Ngày lẻ biển chẵn biển lẻ vào những cái nơi thành trung tâm đấy thầy. Đúng rồi, trước Hà Nội mình định áp dụng sao bỏ. Ngày lẻ thì đi biển lẻ. Ngày chẵn đi biển chẵn. Cái này phong thủy lạ nhỉ. Thế Hà Nội mình đặt trước là cũng đang định áp dụng đấy thầy. Dự thảo sao bỏ. Dạ. Mình nói chung là Hà Nội sắp tới thì chắc là phải có cái phương pháp chứ không về khó. Đi bộ. mấy chú chị. Chà chà. Chế xí, chà chà chò. Tắc đường liên tục. Do Covid thì nó không tắc đường nhưng còn mấy ở xin quan phải ăn tới khoa mấy thế ăn tôi tủ chưa. Nếu của thế đây. Phú chẳng tủ chưa tôi khoa, tức là 5 điểm giao chu mấn lợ. Giờ sang 5 điểm giao chu mấn sang ban lợ. Nếu của nó 7 điểm trái chu mấn thì khẳng định bị tủ chưa. Nếu của nó có một cái 漂亮的汽车的话也是无用的。每天都知道用不了汽车啊，要用摩托车的，摩托车就更灵活的。哦，每天都堵车。你啊，你呢？你怎么上？你怎么去上班啊？我早上六点就出门了，我开车去，所以不被堵车。现在如果七点开车去，一定要骑摩托车，不能开车。你的家离学校？离学校大概有五公里，不太远。五公里，是差不多是十个。可是路拐拐弯弯的，要走一圈的才到。如果直走的话，用摩托车的话就很近的，只离学校大概是三公里。三公里。啊。啊。那么你到学校是花了是十分钟就到了，十分钟就到了，开车就十分钟，开汽车就十分钟，如果摩托车的话也差不多五分钟，五分钟。可是是没有堵车，如果堵车的话就说不定的。啊，有一天堵车的，就一个小时也还没到。嗯。
现在那么河内你在你的环现在的交通河内的交通情况不那么要紧，很轻松的，因为大、啊、因为大大学生不要上学，小学生也不要上学，所以人人都在家里啊，对，是交通不用挤，不用挤的。OK， 还有tại cái này là Bắc Kinh thì lại áp dụng cái phương thức mua xe vé số và thực hiện cái quy định hạn chế xe trên đường đúng không? Hạn chế số xe lên đường. Đây là hạn chế cái biển số xe đi trên đường, khao tức là khao mã, chứ không phải là số lượng đó, không phải là số lượng, số đấy không phải số lượng mà số đấy là cái mã số. Tức là hạn chế cái biển số xe đi trên đường. Chứ chưa khao đó. À, xe chưa khao chứ xe chưa lên đó. Hơn nữa thì thủ đô Tokyo, Nhật Bản thì lại ra sức phát triển giao thông công cộng. Vì vậy xe taxi cái phí sử dụng của xe tư nhân và xe taxi tương đối cao, người dân thành phố Tokyo đa phần đều chọn lựa đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng. Đấy, nào. Ý tủ trị tủ, hoàn giải giao thông có miêu trao. 1. Thính lý. 1. Bộ phận. 1-6 题, xin chọn ra đáp án đúng. 现在开始第一题。一，我们得快一点了，要不然赶不上二号线的末班车了。别着急，拐过前边的路口就到地铁进站口了。女的为什么着急？我们得快点了，要不然赶不上二号线的位车罢了，别着急，拐过前边的路口就到地铁进口了，进站口了。女的为什么着急？ Chúng ta phải nhanh lên một chút, không thì không kịp cái tuyến xe cuối, cái tuyến cuối của tuyến xe thứ hai. Thầy ơi, cái sự mua này là tối cuối đúng không?Mùa là châu mùa đấy, chu mạt nghĩa là cuối tuần đấy. Từ mùa nó khác từ quay ở một chỗ là nét ngang bên trên nó dài hơn nét ngang bên dưới. Mùa ban trưa tức là chuyến xe cuối cùng. Xe muộn. Nó chỉ khác nhau có mỗi một tí thôi đúng không? Ngang ngắn ngang dài là khác nhau. Từ mùa thì là quay lại là nét ngang trên ngắn, ngang dưới dài. Còn từ mùa trong từ châu mùa chẳng hạn là nét dài ngang dưới ngắn.Cái này là bộ mạt, một cái là bộ vị, một cái là bộ mạt đúng không thầy? Đúng rồi, cái từ mua là vị, bộ mạt. Cái là chữ mạt. Một cái, một cái là bộ vị. Vị nghĩa là chữ, còn mạt là cuối cùng. Nó là đều là bộ luôn đấy. Nếu mà viết là chữ thì nó là bộ luôn. Vị, bộ, vị là chưa thầy. Thực ra tôi hiểu là bộ là bản chất là cái chữ đơn giản. Từ, bộ hay rồi. Chữ thì nó bản chất là một thôi. Nhưng mà bộ tức là chữ đơn giản thì gọi là bộ. Tùy. Kể cả các bộ đều có âm đọc hết ấy, không phải không có âm đọc đâu. Nhưng mà bộ miên ấy đọc là mén, bộ nhân đứng đọc là rấn, bộ tâm đứng đọc là xin. Tất cả đều có âm đọc. Đôi lúc một số giáo viên mới học ban đầu họ cũng, một là họ không biết, hai là họ lười. Thì họ đều bảo là không có âm đọc, nhưng bản chất là đều có âm đọc cả. Vì không có âm đọc không thể gõ ra được, không thể viết ra được. Ký tự là phải có âm đọc.Người ta đặt tên thôi mà, giống kiểu mình tên là Thọ chẳng hạn, tên là Vân chẳng hạn, đấy là một dạng đặt tên gọi là cách đọc. Vân là sự Yến, nếu mà nói theo bộ là sẽ là bộ Vân, bộ trên Vân. Là chữ nhị dưới là bộ Tư, bộ tư. Đọc là Sư.
我喜欢写汉字啊，我写汉字是很不错啊，老师。对，什么事我都可以写，这个我学第五本课了，学到哪我都练习写汉字啊。对，要每天练习写汉字才能记住汉字。每天是不能啊，每天是有时候学习啊复习和预习，我都是写汉字。所以不只是可以念本文，我可以写汉字。嗯哼。啊，有些人他只是念，但是呢，不写念了，不能写，有很多的不能写。我只是忘了，就是忘了一些，但是差不多我都可以写。汉字我学过了，差不多我都可以写。嗯。完了啊，没完，是班车了，轮下轨啊，给下轨过轮下说嗨，有没？哦，好像轮下轨共啊，轮下说嗨。嗯，对，đừng có lo lắng, quay qua là rẽ, rẽ vào cái giao lộ đằng trước thì sẽ đến đường vào trạm. Đường vào trạm đón tàu điện ngầm. Người nữ thì tại sao lại lo lắng? Tan sư si pa chô qua quay ban trưa là pa chô qua quay ban trưa là sợ ngồi nhầm. Lỡ, chô qua là bị lỡ. Sợ lỡ chuyến xe cuối. 二，我觉得他们配合的还不太熟练，歌词记得也不过关。他们这一组是上个月刚组成的，时间比较短。男的认为他们怎么样？我觉得他们配合的还不太熟练，歌词记得也不过关。他们这一组是上个月刚组成的，时间比较短。男的认为他们怎么样？Tôi nghĩ rằng họ phối hợp vẫn không có số lần là thuần thục. Từ lời ca khúc còn nhớ vẫn chưa đạt yêu cầu. Họ là một cái nhóm mà tháng trước mới tạo thành.Mới kết hợp thành, thời gian vẫn còn quá là tương đối ngắn. Người nam thì nghĩ rằng họ như thế nào? Đáp án sự A, phối hợp lý tưởng là phối hợp không lý không không lý lý tưởng, không hợp lý. 先生，对不起，飞机马上就要降落了，现在卫生间暂停使用了。好吧，谢谢。女的提醒男的什么事？先生，对不起，飞机马上就要降落了，现在卫生间暂停使用了。好的，谢谢。女的提醒男的什么事？anh ơi, xin lỗi, máy bay thì sắp mà hạ cánh rồi. Hiện nay thì nhà vệ sinh tạm thời ngừng sử dụng. Được thôi, cảm ơn.Người nữ nhắc nhở người nam điều gì? Thì san sự bị bu nướng sang sơ sủa là không thể sử dụng, không thể vào nhà vệ sinh. Không thể đi nhà vệ sinh sang sơ sủa. Sư phụ, 我好像记错路了。刚才那个路口应该向左拐。好的，我到下一个路口再掉头回来。男的接下来打算做什么？师傅，我好像记错路了，刚才那个路口应该向左拐。好的，我到下个路口再掉头回来。掉头。男的接下来打算做什么？bác tài xế ơi,
Tôi hình như là nhớ nhầm đường rồi. Vừa lẫy, cái giao lộ vừa lẫy thì đã nên rẽ trái rồi. Đúng rồi. Tôi đến cái giao lộ tiếp theo thì sẽ quay đầu lại. Người nam tiếp tục tiếp theo sẽ định làm gì? Tan sibi, đeo thấu khuấy truy là quay đầu lại.五。你好，请问南航在哪儿办理登机牌？您走过了，南航的服务台在 H 区，您往回走。说话人现在最可能在哪儿？你好，请问南航在哪儿办理登机牌？您走过了。南航的服务台在 H 区，您往回去啊，您往回走。收货人现在最可能在哪儿？啊，xin chào, xin hỏi cái việc làm thủ tục lên máy bay Nán Kháng là máy bay hàng không Trung Quốc hả thầy? Máy bay hãng hàng không Trung Quốc ở đâu? Nó là tên Nán Kháng là của cái của cái như Việt Nam Airlines ấy. Nam Kháng là tên một hãng bay đấy, Nam Hàng. Xin hỏi làm thủ tục lên máy bay hàng không Trung Quốc ở đâu? Bạn đi qua rồi. Cái bàn làm thủ tục là ở khu vực H. Bạn quay lại đi. Người nói hiện tại thì có khả năng nhất là ở đâu? Tiểu tán dư si, thi trọng, sân bay. Liệu. 糟糕, 行李箱的钥匙怎么没了? 我记得就放口袋里了呀。别着急,好好想想。你一般不是都放在随身的小背包里吗？女的怎么了？好。OK。糟糕，行李箱的钥匙怎么没了？我记得就放口袋里了。别着急，好好想想。你一般不是都放在随身的小背包里吗？女的，怎么了？啊，trời ơi, chìa khóa vali hành lý, không thấy nữa rồi, không có rồi. Tôi nhớ là đã đặt vào trong túi rồi. Đừng có lo lắng, hãy nghĩ một chút xem. Bạn thường không phải là thường đặt ở trong túi đeo theo mình à? Người nữ thì làm sao? Đáp án gì? Giáo sư trả lời tao là chìa khóa tìm không thấy. Thứ hai phần, thứ 7-14 thì, xin chọn ra đáp án đúng. Hiện tại bắt đầu thứ 7 thì. 七，你跟卖电视的售货员咨询了吗？问过了，不过现在的新技术、新名词，我也听不太懂。那你打算怎么办？依我看，功能越简单越好，没必要赶时髦。关于买电视，男的想怎么办？我跟卖电视的售货员啊，你跟卖电视的售货员咨询了吗？问过了，不过现在的新技术、新名词，我也听不太懂。那你打算怎么办？以我看还是依我看，老师？我觉得是依我看。依我看。但是依靠的依。我刚才听录音，他们
读的是以我汉，我也觉得是以我汉，能越简单越好，没必要赶时髦。关于不太懂，那你打算怎么办？以我看，功能以我看，意是一样，意啊，意我看，意是他第四声，第四声对，第四声。意我看，意我看，功能越简单越好，没必要赶时髦，时髦推荐。关于买电视，男的想怎么办？bạn đã hỏi tư vấn mua, bạn đã hỏi người bán hàng về tư vấn, bạn đã hỏi tư vấn người bán hàng mua TV chưa? Đã hỏi rồi, tuy nhiên thì cái kỹ thuật mới hiện nay, cái những cái từ ngữ mới thì tôi cũng không hiểu lắm. Bạn dự định làm như thế nào? Theo như mình thấy thì công năng thì càng đơn giản càng tốt, không nhất thiết là phải theo đuổi trào lưu mới, phải chạy theo trào lưu mới. Liên quan đến việc mua TV, người nam thì nghĩ làm như thế nào? Đáp án C A, mài công năng chiến đan đó là mua cái mà có công năng đơn giản. Ba. 你坐地铁到丰联广场，在十字路口西北角有个蓝天商务大厦。然后呢？你从行人的地下通道过来，大厦楼下有个咖啡馆，我在那儿等你。好，我马上过来。女的接下来应该做什么？你坐地铁到丰兰广场，在十字路口西北角，有个蓝天商务大厦。然后呢，你从行人的地下通道过来，大厦楼下有个咖啡馆，我在那等你。好，我马上过来。Nữ đã chia sẻ lại cái chỗ gì mà bạn ngồi bạn đi tàu điện ngầm đến quảng trường Phong quảng trường gì đây này Phong quảng trường Phong Liên quảng trường Phong Liên lén lén gì từ lén tại cái tại phía tại góc phía tây của ngã tư có một cái tòa nhà thương mại Lam Thiên. Sau đó thì sao? Bạn từ đường hầm dành cho người đi bộ lên ấy, thì ở dưới cái tòa nhà, ở dưới tòa nhà lớn thì có một cái quán cà phê. Tôi ở đó đợi bạn. Được rồi, tôi sẽ lập tức đến. Người nữ tiếp theo nên làm gì? Tiếp ba, sự A, truy trứng tì thiểu. Là đi đi tàu điện ngầm. Đi tàu điện ngầm. 这两天怎么没开车？之前路上和人碰了一下，不严重，对方负全部责任。保险公司的赔偿手续都办好了吗？处理好了，车也修得差不多了。关于男的，可以知道什么？这两天怎么没开车？之前路上和人碰了一下，不严重。对方负全部责任，保险公司的赔偿手续都办好了吗？刘老师，处理好了，处理好了，这也修得差不多了。关于男的，可以知道什么？hai ngày nay tại sao lại không lái xe đi vậy? Trước đó thì trên đường có đâm.Có va chạm một chút với người khác không nghiêm trọng đối phương đã chịu trách nhiệm hoàn toàn cái thủ tục bồi thường của công ty bảo hiểm đã làm xong chưa
xử lý xong rồi, xe thì cũng đã sửa tương đối rồi. Liên quan đến người nam thì có thể biết được điều gì? Kiểu sửa đi, bảo hiểm, ý thấy chẳng, bảo hiểm thì đã bồi thường. Sì. 刘老师，下周晚上的文化选修课有变动吗？ 怎么想起问我这个问题？ 下周不是要期中考试了吗？ 晚上的课还上吗？ 这个没有影响，文化课照常。 关于文化课可以知道什么？ 刘老师，下周晚上的文化选修课有变动吗？ 怎么想起问我这个问题？ 下周不是要期中考试了吗？ 晚上的课还上吗？ 这个没有影响，文化课照常。 关于文化课可以知道什么？ Thầy giáo Lưu, cái giờ học môn văn hóa tự chọn vào tối tuần sau ấy thì có thay đổi không? Tại sao lại hỏi tôi vấn đề này? Tuần sau không phải là phải thi giữa kỳ à? Cái giờ học buổi tối có tham gia không? Hay sao mà? Cái này thì không có ảnh hưởng gì. Giờ học buổi tối, giờ học văn hóa thì vẫn diễn ra bình thường. Liên quan đến giờ học văn hóa thì có thể biết được điều gì? Sứ sư bi, chi chi sang khở là tiếp tục vào học.第11到12题是根据下面一段对话。老奶奶，检票了，把您的车票给我看一下。列车员同志，请问到西安要几个小时啊？ 老奶奶，我们这趟车是沈阳到上海的，不到西安。不对，你看我的车票是北京到西安的呀。 您的票是到西安的，这没错，可您上错车了。那怎么办？ 难道就连司机也没发现他开的方向不对吗？ 11，从对话中可以知道这趟列车是去哪儿的？ 12，关于那位老奶奶，可以知道什么？好。对。老奶奶，老奶奶，检票了，把您的车票给我看一下。列车员同志，请问到西安要几个小时啊？老奶奶。 我们这趟车是沈阳到上海的，不到西安。不对，你看我的车票是北京到西安的吗？您的票是到西安的，这没错。可您上错了，可您上错车了。那怎么办？难道就连司机也没发现我开他开的方向不对吗？ Cụ bà ơi, kiểm tra vé rồi, bà ơi kiểm tra vé rồi, bà đưa cái vé xe cho mình xem một chút. Đây là nhân viên trên tàu. Đồng chí xuất vé xe ơi, xin hỏi đến Tây An thì mất mấy tiếng? Bà ơi, cái chuyến xe này là từ Thẩm Dương đến Thượng Hải, không đến Tây An. Không đúng, bạn xem vé xe của tôi đi, là từ Bắc Kinh đi Tây An. Từ Bắc Kinh đi Tây An đấy, vé xe của bà là đến Tây An. Điều này là không sai. Tuy nhiên, bà đã lên nhầm chuyến xe rồi.
Vậy làm thế nào đây? Nán tàu, nán tàu là lẽ nào? Chẳng lẽ nhẽ. nào lẽ nào đến thậm chí đến lái xe cũng không phát hiện ra là anh ấy ở cái hướng đường của anh ấy đi là không đúng à? Nán tàu. Tí sử chúng tôi khoa chung có thể chư tàu chưa thẳng liệt chưa sơ chi nào tàu. Từ đoạn văn trên có thể biết được cái chuyến cái chuyến tàu này đi đến đâu. Thẳng thành bốn. Chầu ý thẳng. Đi một chuyến. Tái chầu ý thẳng à? Ừ, vậy. Sữa là mà? Tuy Shang Hải. Đáp án là Shang Hải là đến Thượng Hải. Sơ quan ủy nào quay náo nải này có gì chưa tạo sớm mà liên quan đến cái bà cụ này thì có thể biết được điều gì. Sơ ta tôi sợ sơ chua là liệt chưa ngồi nhầm tàu. Đi sử san đào sử sư thị sẽ gần dự xa miễn ý đoạn hoa. 国外一家旅游公司的调查数据显示，赴欧洲的中国游客 46% 的人仅尝过一次欧洲食物， 10% 的人从未吃过一次，而那唯一一次欧洲食物还是旅行社提供的，比如在法国巴黎吃海鲜，在德国吃火腿，在意大利吃意大利面，其余餐饮都是中国式，很多人干脆留在酒店房间吃自带的方便面。不过他们分析说，这不是中国人不吃欧洲食物，只是不习惯而已，何况是在舟车劳顿的旅程中。另一方面，了解欧洲饮食文化并不是中国游客计划的出游项目，不能让他们兴奋，他们更关心游览著名景点。13关于去欧洲旅游的中国游客，从调查数据中可以知道什么？14根据这段话，中国游客去欧洲最喜欢做的是下面哪项？国外一家旅游公司的调查数据显示，赴欧洲的中国游客46%的人仅尝过一次欧洲食物，10%的人从未吃过一次胃，对吗，老师？从未对未来的未从未吃过一次，而那一位一次唯一而那一位一唯一而那唯一一次欧洲食物还是旅行社提供的，比如在法国巴黎吃海鲜，在德国吃火腿，在意大利吃意大利面，其余餐饮都是中国式。很多人干脆留在酒店房间吃自带的方便面。不过他们分析说，这不是中国人不吃欧洲食物，只是不习惯而已。何况是在是舟车劳顿的旅程中。另一方面，了解欧洲食品文化并不是中国游客计划的出游项目，不能让他们兴奋，他们更关心游览著名景点。các cái số liệu điều tra của công ty du lịch nước ngoài cho thấy những khách du lịch Trung Quốc khách
du lịch Trung Quốc đi châu Âu thì có 46% số người là chỉ thử ăn một lần đồ ăn châu Âu, 10% thì chưa bao giờ ăn một lần, 10% số khách du lịch Trung Quốc thì chưa bao giờ ăn thử một lần. Hơn nữa, cái lần duy nhất mà ăn cái đồ ăn châu Âu ấy, thì là do các cái công ty du lịch cung cấp. Ví dụ như là ở Paris, nước Pháp thì ăn hải sản, ở nước Đức thì ăn thịt dăm bông, ở Italy thì ăn mì Ý. Những cái bữa ăn, những đồ ăn uống còn lại thì đều là theo phương thức của người Trung Quốc. Rất nhiều người dứt khoát ở tại phòng trong khách sạn ăn mì tự bản thân mình mang theo. Tuy nhiên họ cũng có phân tích đây không phải là người Trung Quốc chưa khái sự đây không phải là người Trung Quốc không ăn đồ ăn châu Âu, mà chỉ là thói quen mà thôi. Huống hồ gì là quá trình du lịch thì rất là đi đường rất là mệt mỏi. Cái mặt khác đó là hiểu về văn hóa ẩm thực châu Âu thì không phải là cái mục tiêu du lịch có trong kế hoạch của du khách Trung Quốc. Phụ nữ không thể khiến cho họ vui vẻ, mà họ quan tâm hơn đó là những cái điểm du lịch nổi tiếng. Họ quan tâm hơn đó là du ngoạn những cái điểm du lịch nổi tiếng. 23. 关于去欧洲旅游的中国游客，从调查数据中可以知道什么？ Liên quan đến khách du lịch Trung Quốc đi du lịch châu Âu, từ cái số liệu điều tra, từ trong cái số liệu điều tra thì có thể biết được điều gì? 13. 但是, đa多是吃中餐, đa phần đều là ăn món ăn Trung Quốc. 14. 根据这段话, Trung国游客去欧洲 最喜欢做的是下面哪项? Theo như cái đoạn hội thoại, theo như đoạn văn thì cái người khách du lịch Trung Quốc đi châu Âu thì thích nhất làm điều gì sau đây? Sự A, dấu lãn chính điểm là du lịch những cái điểm du lịch, địa điểm du lịch. Đi du ngoạn những cái địa điểm du lịch. Hóa là lão sư. Nào, mình sẽ tao chưa lý vậy. Mình sẽ tao chưa lý vậy. Mình sẽ tao chưa lý vậy. Ok, lão sư. Chúc mừng lão sư. Chào chào. Hóa là.